có đồ dành cho người, thông minh tinh mắt. Nào bạn tìm có một hình ảnh, khác trong hình đầu chú gấu. Chỗ này có hình chú gấu nữa nhé, các bạn phóng to lên nhé. Bạn nào tìm thấy bình luận bên dưới nhé. Bạn tìm trong bức tranh này còn hai hình người nữa nhé. Chỗ này đây các bạn phóng to lên nhé. What? Chúc các bạn vui vẻ, nhớ chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé.